Không đủ áo xanh à? Hủy đi, hủy đi. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục trở lại với bộ khí sôi nổi của sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng tôi để theo dõi trận đấu giữa các đội của FCM và các đội của AFC trong trận đấu cuối cùng vòng loại của bảng C giữa các đội. Hôm nay cầu thủ tài thực hiện đó trọng tài Trương Văn Tâm và Đỗ Dương Bách cùng cầu thủ hai đội chuẩn bị ra sân với trận trận hai và làm thủ tục. Các cầu thủ của bảng C các đội bóng đều có cơ hội để lập vào vòng bán kết. Sự tính toán của tất cả các đội trưởng cũng như ban huấn luyện của các đội bóng tham gia dự giải lần này của 12 đội bóng. Anh cũng được chúng tôi chuyện giàn lý trực tịch. Ê, tự nhiên tới đây lại rồi. Đây, một tuần đi. Một đi em. Chưa? Ấm, có rồi. Rồi, đây đây. Rồi, đây đây. Tối mới đâu hết rồi. Bên đây. Đấy, là chuyện viên rồi, viên cho chúng nó đi. Trẻ thôi. Vâng, đây là chuyện của đội FC Thái Thành vẫn là cầu thủ số 8 Tô Cường. Hôm nay của FC Thái Thành không phải là thủ môn Tô Cường nữa mà lại là thủ môn Minh Toàn. Trận đấu cuối cùng của vòng loại bảng C thì ban huấn luyện viên của FC Thái Thành đã bố trí anh nhìn ra toàn để cho Minh Khương lên thi đấu. Đức màn hình các cầu thủ của đội FC Đức Khương mang trong bộ áo đỏ đen đen, cầu thủ của đội FC Đức Khương mang trong bộ áo trắng của đen. Lúc này tổ trọng tài đặc biệt cùng với cầu thủ hai đội đang ra trước khu vực giữa sân. Ngồi trên đi rung vừa ấy nhá. Rung đâu? Đức Khương rung một tí nào luôn. Dập bình dập bình. Để cùng chào quý vị khán giả. Hôm nay đã chấm kết thủ FC Đức Khương vẫn là thủ môn Hoàng Nam, chưa phải là thủ môn Hoàng Nam. Cầu thủ hôm nay đội trưởng Ngọc Hải cũng vào đá chính ngay trong hiệp một và cầu thủ như là Tô Đôn Cường, Văn Huyện, Khánh Nam và Đại Đồng trong chấu trực Đại Đồng không có mặt. Và hôm nay cầu thủ Văn Văn Cường có mặt và cầu thủ Đức Anh số 6. Bắc Kê cố lên nhá. Bốn giáo quân các cầu thủ bộ đội FC Trân Thành và Trân Thành có thủ môn Văn Toàn. Người chơi trong hôm nay là cầu thủ số 8 Vân Bơ. Bóng về bên phải là cầu thủ Công Vượng, bên bên trái là Phúc Bộ. Và hôm nay Văn Lượng và cầu thủ Văn Cường được bố trí đá cao. Chuyển ơi. Đá mà chưa gì đâu. Một cầu thủ ở trên đất được quyền sao bóng là cầu thủ Đà Đông. Hôm nay thị trường đá ngay. Một cầu thủ và cầu thủ cầu thủ bóng chưa và trận đấu đâu đâu. Bao hải. Bao hải. Bao nam. Sau khi Đại Đồng vào thi đấu thì cầu thủ Đại Đồng và cầu thủ Tô Đức Khương cùng với cầu thủ Trịnh Cương là bao giờ này có những cơ hội để bóng vô vùng như từ cầu thủ đó là Vương Khương. Nghe thôi được đuổi. Vương Khương anh chuyển à? Anh Cường, Tấn Vũ, cầu thủ của FC Thái đang đập giá sân nhà. Tấn Vũ, để cơ hội cho bóng lên phút bù với cái trái.
và được bóng mua đồ của Đức Hạnh, bóng lại chưa đủ tên mua của Trần Trung Hạnh. Đến trận này thì cầu thủ Trần Trung Hạnh đang có tới 6 điểm, cầu thủ Trần Đăng Kết có 3 điểm. Và cầu thủ của Cà Mê thì đấu trận đấu trước cũng đã có 6 điểm. Bóng vào đội bóng Anh Nam, vào đội bóng người Thanh Long, cầu thủ Trần Trung Hạnh đang người sở trường này. Một pha không hậu của Văn Lâm, bóng đá lên vào quy trình của Trần Đức Hoàng Nam, một bóng bất ngờ và thắng đã đến rất sớm dành cho thủ của FC Trần Hạnh. Văn Lâm đưa cầu và để bóng về cầu thủ Văn Lâm đưa cầu tại đây, tại đây đưa và phản ứng về của đưa cầu. Sau khi cầu thủ của đội FC Đức Quyết đã để cho đối phương có thắng trong một lòng tự ái, cầu thủ Đức Quyết hôm nay thì cầu thủ Đức Quyết có đầy đủ đủ tác chiến, đó là tại đây đưa được cầu. Và cầu thủ Quế Ngọc Hải, đội trưởng của đội FC Đức Quyết cùng với cầu thủ Trịnh Công. Phản đấu rồi thành công, một phản đấu rất phân bổ vẫn cầu thủ ở trên này, một phản đấu rất phân bổ đã để cho Anh Nam của bóng em vẫn dành cho Trần Thành. Thank you.
Mới thế tâm lý nặng nhẹ nặng lên. Cái chỗ nào được bố trí. Em biết được cầm gì ngoài em. Thành công. Thành công không bỏ lỡ cơ hội để thực hiện quả phạt này. Đúng rồi, hôm nay, tâm rồi. Ok, ok. Em biết được cái đâu của quả rồi. Anh vào tay không? Chết đang chết 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 chết. Cảm đó. Hạn chế mất đi từng nào đi tới đây. Không luôn Nam ơi, đừng có cách xa quá, bám sát luôn rồi. Về là bị bắn trúng. Đây đây, trận đấu vừa bổ, một đội chơi bóng đá đều rất đều luôn. Anh Cường ơi. Vâng, bây giờ thì các người hơi đá mấy mặt. Anh Tiền ơi. Chỉ có sân chơi đúng chuyện mà thôi. Vâng, bây giờ hết. Đón phạt đấu của Khánh Nam. Để trở thành đội cũng như cầu thủ Tiến Công cũng như và cầu thủ Tiến Công. Đại lên. Đón phạt kẹp người khá chặt tại đây. Xuất như anh đại lên. Đến quả trận phạt đá bên. Đá phạt sân cho cầu thủ của anh Trương Trương Thành. Thay đổi. Đập phạt đội bóng để chuẩn bị được sân bóng. Đập phạt đội bóng. Đi cơ. Phạt đội bóng cầu thủ của anh Trần Đức Cấp. Lên đường chơi với Thành Công. Lên đường chơi với Thành Công. Cầm được bóng trái rồi. Đoàn kết là tôi đây. Anh em đoàn kết là hay đấy. Với sự cổ vũ nhiệt tình cũng như sự chung lửa của các quý khán giả để cho cầu thủ anh Trần Đức Cấp. Cũng là bộ hoa, tên là người, chính gương, đại đồng. Và đội bóng của chính gương. Đội bóng chính gương đang chơi cho đội tên tính gương. Bóng lên nhận lại cho đội bóng này. Một phần bóng cho đội tính gương. Chính gương, hai, chính gương. Thêm về đội bóng của đội bóng của anh Trương Thành là người sở hữu bóng. Và đội chơi lên tên tự. Khánh Nam. Bóng lên rồi. Một phản đóng ở cơ thể. Ăn lượng. Và trận đấu này thì không thể thiếu bóng. Cầu thủ đó đội trưởng Vũ Hải của đội FC Đức Đức. Anh vừa trở về từ Malaysia trong trận đấu vừa qua. Một sự trở lại cũng như sự chuyển lửa dành cho phong tục của huynh. Và đúng rồi. Đã phát sinh cho cầu thủ FC Đức Đức. Đối với trận đấu này thì cầu thủ anh Trung Đức đang là người cầm bóng nhiều hơn và có những cơ hội ở phía thành của Bắc Quang Đoàn. Bóng phải là người thực hiện quả đá phạt dành cho cầu thủ anh Trung Đức. Khánh Nam. Đội đội trận đấu viên. Trịnh Cơ. Tốt đấy. Trịnh Cơ. Đội đội trận đấu đã cầm bóng. Một phần bóng của đội của cầu thủ Trịnh Cơ. Bắt bóng lên luôn. Phản công dành cho cầu thủ vừa rồi. Anh Trung Đức. Đột phá cái bóng vừa rồi của đội bóng được bóng đá đi ra ngoài khung thành của Thủ đô Hà Nam. Ở bên này thì Thủ đô Hà Nam là người chơi khá chắc chắn. Một tình huống vừa rồi bị sơ sẩy. Bất ngờ mà thôi. Đem quyền dành cho cầu thủ của đội FC Thanh Anh. Nếu mà bây giờ luôn dắt vòng này ra chạy theo đấy đi. Anh là cánh sau rồi. Trận đấu bên lý nếu hôm nay có thể bù đội FC Đức Phúc là để giành thắng thì có thể cũng bỏ sớm được. Cho nên với tình trạng của đội cầu thủ FC Đức Phúc, thì đối với khả năng là 170%, đội tuyển khá lý được. Bóng nào về vừa thay tiền mà nhà bóng về cho Trung Quốc. Vẫn cầu thủ anh Trung Anh đẹp pha để bóng lên cho cầu thủ Vinh. Vinh Cường không cho bóng vào nhà bóng sang. Vinh Cường tưởng rằng là cầu thủ để đội tuyển Việt Nam lên một quả pha để bóng vừa rồi không có cơ hội nào. Một cơ hội vừa rồi bóng của Vinh Cường là khá hay. Bắt người sát lưng vào.
Khánh Nam, được chuyển sang tấn công là đấy.
cũng như chơi với tinh thần phát sinh ngay từ đầu. Hai bên gia đình. Ơi. Vâng. Hả? Sao nào?
Bóng quân đi chỗ bóng. Nhà hỏi xong chưa nhà? Xong rồi. Đây ra.
Và có bóng của Tuấn Vương rất khôn khéo. Bây giờ cầu thủ Văn Lượng một đường xuất sắc lên. Ngọc Hải. Một đội tuyển là Bình Anh, bóng này nhả lại cho cầu thủ đó là Mai Long. Quả bóng ở phần tung. Bảo vệ. Đá phạt dành cho cầu thủ của đội FC Đức Việt bên cánh phải lối tấn công của Quang Thanh. Tất cả cầu thủ của FC Đức Việt đang tràn sang phần sân của FC Đức Việt để thực hiện quả đá phạt. Trình công đại động. Cơ vào. Quả bóng góc dành cho cầu thủ của đội FC Đức Việt. Bóng phạt cho đội tuyển đội của Quang Thanh không. Cầu thủ của đội bạn đã phải tung người lên đẩy bóng ra. Đăng ký thay ai luôn đi.
thấy anh sao? Cái này phải đăng ký đi em ơi. Thôi cứ vào luôn em, để đăng ký thôi, còn gọi tao luôn. Đâu rồi, đừng thiếu người, thiếu người. À thầy ai? Luôn vào luôn đi. Rồi rồi, ký là được. Luôn lên luôn. Lên cửa không em ơi? Rồi. Hải ơi, tay ai phải cái áo ra cho tôi, có chưa chưa? Chưa. Đá đi đã. Hôm nay cầu thủ của hai đội đã diễn ra và cầu thủ của đội đã trở thành có hai sự thay đổi, đó là cầu thủ của đội vào sân và cầu thủ. Đây là huy thường của một hiệu và lỗ lề của cầu thủ công dân. Dành cho cầu thủ FC Tuyên Anh. Một pha để bóng được công việc.
một phạt bóng thành công. Thủ thuê. Có sáu. Unico 3-1 Unico. Còn Trung Thành đang thắng. Ôi trời ơi. Đá phạt. Đá phạt dành cho cầu thủ của đội FC Rangers. Đá thắng ngược lại. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ FC Rangers. Và rất nhiều hội lắm. Okay. Có gì em muốn ta là nó vào trang ấy đang trực tiếp không có chỉnh ra được rồi nó vào trong rồi nào đừng coi á vào khải chính công chiến công đang lên trên đây đây vâng trọng tài đang cho cầu thủ ở trên đất thực hiện quả đá phạt này sau khi chúng ta xin hỏi phải là một tiếp theo trọng tài đã có lên thì cầu thủ này mới có cơ hội để thi đấu. Đã đúng như vậy. Chúng ta cần chú ý lắng nghe tiếng còi của trọng tài sau khi thắng bại. Đứng lại, không phải. Tâm ơi, tâm ơi, tâm ơi. Hôm nay cầu thủ của đội FC Rangers có sự thay đổi như Tô Đức Cường được rút ra và cầu thủ Đức Cường được tăng lên sân. Sau khi quan sát tới cầu thủ Đức Cường trong thời gian đầu trận đấu có rất nhiều cơ hội nhưng cầu thủ này vẫn chưa có sự đi bàn thì ban huấn luyện của FC Rangers đã tung cầu thủ Đức Cường vào sân. Thành Tùng ngồi và phạt bóng hối lộ đã được cho lên bờ đội của Thanh Tùng. Cầm chuẩn đẹp hơn. Sắp được trở lên. Và phát bóng cầu thủ FC Rangers. Văn Đạt. Và phát bóng Văn Cường. Bóng về phía thủ môn Văn Toàn. Và đội bóng đội của Đại Đội. Tiếng còi trọng tài đã kết lên. Đá phạt dành cho cầu thủ của FC Rangers. Đại Đội. Đột phạt đá ngay. Quang Nam, Ngọc Hải. Văn Lương. Một pha từ đấu dài cao thủ ở trận kết. Kéo được rồi đi ạ. Cho tới lúc một thì thủ môn Văn Toàn của FC Trung Thành là chơi khá ổn định và rất hay. Có đi nhiều những cơ hội. Với thủ môn chơi cầu thủ FC Trung Thành. Lúc này cầu thủ ở trong này đang tỏ vẫn chưa có tỷ số bằng hai bên và đội bóng của đội Thành Tùng bỏ về nhà với các công viên Thành Tùng đội tuyển lên đi cơ và đóng Ngọc Hải Đình Hạnh Ngọc Hải bóng lại cho đội Tân Cường cầu thủ ở trong này đang cầm bóng vào đây. Chủ bóng đổ xa và lần này thì cầu thủ Minh Cường mới lên tiếng một pha cho bóng chuyền ở khu vực rất xa và để giữ thành của thủ Hoa đã bị rung lên lần thứ ba. Và lần này cầu thủ của đội FC chơi chạy sang đây kéo vậy. Bỏ ra quần em ơi. Bỏ vào trong quần em ơi. Bảo đi, bảo đi. Các thủ của đội FC Rangers có số tiền thưởng thứ năm là của Vũ Trường và sân để thay cho đội Thanh Tùng. Thanh Tùng trong trận này cũng đã có bàn thắng. Có gì đâu. Cười nhà này lên đi. Đấy lên cơ. Còn nhiều rồi. Đến trận này đối phương nhận từ khu vực trung của. Quả ơi. Bắt đầu.
quyết định cho về đến chung kết. Ở đây, Tuyền. Xong thằng số 8 đã ăn theo khung thể 3-2 3-1 em ơi, tỷ số là 3-2 cho Trung Hải em ơi. Chuyện vào đó. Chuyện ơi, vào tay anh Hải đi. Em ơi, xin nếu mà trận đấu đang thế thì đề nghị các cầu thủ cũng như các đội bóng không được chạy ra giữa sân cũng như chạy qua sân. Đột phá bóng ngay vừa rồi của cầu thủ Văn Thương. Văn Thương. Anh. Văn Thương. Văn Thương. Ba cầu thủ ở sân kết đang kẹp Văn Thương. Cân thiệt. Đột phá bên cánh. Văn Thương. Như chưa. Bóng được trở về cho Văn Thương. Anh ơi, xanh cho em tiền một cái tiền đấy. Một thật bóng, 12, chỉ
Minh Khôn. Và đó là đội của Văn Hiệu. Như Trường Trọng Khoa không được, không được. Và sau đó là đội của Như Trường để cho Minh Khôn không được. Quả phân lưu dành cho cầu thủ ở Trường Quốc. Một pha bóng lên cho Minh Khôn. Một pha bóng lên cho Minh Khôn. Đã có lối 1-0 đối với đội Văn Hiệu. Đã phân lưu dành cho cầu thủ bộ đội ở Trường Quốc. Tao nhanh hết rồi đấy. Thay người luôn em ơi. Hôm nay thì cầu thủ ở sân cất có sự thay đổi người. Đó là cầu thủ Trịnh Công rút ra. Cầu thủ Văn Đức sẽ được tung sân. Sao anh? Văn Toàn bóng được chuyển rất mạnh, Thu Thành và để bóng có đường nhanh. Cứ ghi bàn thì có, ghi bàn tối về thì cũng để có. Xong lúc ai? Bóng phải và cầu thủ Văn Cường được chuyển lên. Một pha phá bóng kịp thời của Hồ Đại Đồng và quả phạt góc dành cho đội Hà Thành. Đánh thắng thành của đội Hà Nam. Một pha để đóng lại bất thường của đội đoàn kết. Và đó để công việc đi cơ. Bình Anh, Trọng Khoa, bất thường. Bình Anh, đập ngã không được. Trọng Tài đang cho sân trận đấu. Lồn cợt nhỉ. Mình thử nó có cái bộ đội chân nào. Ba đánh một con đang ăn đạo. Mưa nó có nước đấy này. Múc múc quả bóng. Văn Lương. Văn Toàn. Văn Lương. Không ghi bàn. Bây giờ có được nguy cơ. Cầu thủ ở trận đấu này đã sửa bóng này công việc. Đừng lao vội em ơi. Đá bóng phải mình biết rồi. Và đá bóng về cầu thủ Bùi Văn Toàn. Biên đi. Văn Cường. Có thể ở trận đấu này một pha bóng thật mạnh lên cho đội đấu. Một pha đá bóng về cầu thủ này đây. Những quả anh trọng tài đã lên. Đá phạt dành cho cầu thủ bộ đội FC Trân Thành. Người sự khôn ngoan đội tuyển của Minh Cường. Nhưng mà trọng tài đã xác định là cầu thủ này phải đặt bóng đúng vị trí và bị phạm lỗi. Văn Lượng là người đứng giữ cái bóng. Minh Cường. Bóng lên dành cho Tô Hà, bóng lên dành cho Tô Hà. Đá đầu 2 triệu. Đang đứng ngoài quay nhẹp cảnh vỡ đầu. Văn Toàn. Văn Toàn. Một pha đá bóng lên. Văn Toàn. Một pha đá bóng lên để cho cầu thủ Văn Toàn lên nhưng mà tiếp tục bóng ra ngoài. Một cột đá bóng của Văn Toàn là khá đẹp nhưng mà đội tuyển Hà Nội đã không được. Và để bóng của thủ đội Tuyết Trường phản công dành cho cầu thủ Anh Trần Trung Thành. Văn Toàn chuyển tới bất ngờ bóng về của mình. Công việc không vào. Lần vào. Một pha sút bóng để sút bóng vào của công việc. Cầu thủ đang nằm đã phải để bóng vào. Phạt góc thuộc về cầu thủ của đội FC Trân Thành. Ở bên cánh trái của thành của thủ môn Hoàng Nam. Người thực hiện bóng này đó là cầu thủ Văn Hiệu. Văn Hiệu. Anh ơi xem có chết hay con chào màu không? Đá lên đi, bắn lên đi em ơi chơi. Rồi. Hôm nay mà không đi là để chết tao chưa? Rồi. Đây. Để bạn đã biết đây. Kêu gọi nghe là cao chưa đây. Hoàng Nam. Công mày điên này. Tự chạy lại thôi. Giật còn. Bóng rồi. Hải cái bóng từ đây rồi. Dài quá. Chân dài. Bắn được. Sáu thủ trưởng anh mới cho lên một pha tập thể để cho cường nhưng không được. Hoàng Nam từ đây ra luôn lên một bên cho bóng lên
Không kìa. Hải ơi. Một và phút đầu tiên dành cho cầu thủ của đội FC Thanh Hải. Tôi cho điện vào rồi, điện nó bắt tay rồi. Chơi đi anh em, chơi khô máu đây. Đấy, cắn lên. Bắt đầu. Trong trời dưới đây, nơi một người trận bóng muốn được chơi tới bất cơ. Một phút bóng rồi của tôi đứng anh. Bắt đơn của đăng kết. Để tôi chơi tới đây đây. Bóng đã rời khỏi. Văn lượng của chúng anh đang là người trận bóng anh. Em vừa lên. Mũi. Đưa cờ đến anh. Em ơi, tỷ số vẫn đang là 32. Hoàng Lâm. Ra luôn, ra luôn. Bắt được vậy. Bảo vệ đến trận tôi đấy anh. Hoàng Lâm. Một pha để bóng lên đội của Hoàng Nam đã để cho đội chủ của đội Anh Sơn Thành cơ đội bóng. Đội hai, Thảo Hải, Đại Đông. Đoàn muốn đi bàn đi ông ạ. Đại Đông. Một pha chân của Đại Đông để cho cầu thủ Văn Trung. Một pha để bóng lên đội Văn Trung và là chủ bóng này về cho bóng bàn và bàn thắng lại được trở lại với sân khách. Cái gì không giải quyết được tiền cũng phải rất nhiều tiền. Thôi đừng nói thêm một tiếng. Sao ơi? Trời ơi. Đá chặt tôi, chặt tôi. Này thì cầu thủ sẽ không cần là sáu điểm đâu. Đang đẩy cơ đôi lên. Đến từ tầm bên trên đưa lên. Đăng Phương. Vẫn là Đăng Phương. Bóng trả lại cho đây đây. Bóng lại đến trên cơ thể đó là Đình Anh. Bóng đá thì chưa mới chơi đầy đủ. Bóng lại đến trên cơ thể phải. Bên về. Văn Văn. Văn Văn có thể hơn luôn. Đình Anh. Cầu thủ đã dẫn bên lối sở hữu bóng này, bóng lại trên cầu thủ của đội chủ nhà. Và phản bóng của Văn Trung. Công đường. Vinh Cường. Để sang trong đường điểm với Vinh Cường, bóng đang đặt vào một vòng khu thành của tổ môn Hoàng Nam. Điểm quyền dành cho cầu thủ của đội FC Cường Thịnh. Hôm nay cầu thủ hai đội đang đẩy cao tốc độ. Bóng ném rất mạnh. Đá chặn tôi anh em ơi. Sao bây giờ rồi? Người mẹ nó không bỏ, nó bỏ cái quần áo ra, nó bỏ này. Nó còn sướng hơn cả vô địch. Bóng lên chưa lên. Bóng lên chưa đủ, đó là Giao Hải. Đi lên. Đi lên.
Quả có một phút nữa thôi. Không có. Quả
tạo ra lên dành cho cầu môn Hoàng Nam. Với những cơ hội pha bắt tay thân thiện cầu thủ của hai đội được tiếp nhận theo đây. Và đó là một đội tuyển lên. Và sau tiếng còi chấm dứt trận đấu của cầu thủ Ekinget và cầu thủ của họ đây, FC Trường Thịnh. Thì thời gian dành cho cầu thủ của các đội bóng đã được nghỉ 3 ngày, sau đó những trận đến những trận tứ kết. Bây giờ đi. Và đây là tiếng còi của trọng tài Trần Quốc Tân đã khép lại trận đấu cuối cùng của bảng C giữa cầu thủ của FC Trường Thịnh và cầu thủ của đội FC Trường Thịnh.